Em Thanh Hà xin chào các bác đam mê với yêu nhạc ở trên khắp cả nước ạ. Và tiếp tục thì hôm nay thì em sẽ khui thùng để gửi đến các bác một cái con âm ni ạ. Mua ở bên kia xong lại phải thuê người ta bọc lại cái này không thì sợ nó hỏng mất. Đây là chiếc âm ly của Acufei các bạn, có tên mã sản phẩm là Acufei E305 ạ. Hàng về thì còn vẫn rất là đẹp ạ. Các bác quan tâm về sản phẩm thì hãy liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại hoặc là qua fanpage em có để phần mô tả nhé. Và em cũng xin được dừng cái video ở tại đây ạ. Cảm ơn các bác đã dành thời gian theo dõi video ạ.